Vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bạn, chúng ta đã dần quay trở lại với map thi đấu thứ 3 trước khi cuộc chiến giữa các thành viên Vitality của Furia kết thúc. Và địa điểm mà họ đã chọn là map thi đấu The Nook để có thể giải quyết mối ân oán này. Rõ ràng đây là một trận thi đấu hay và bùng nổ đến từ cả hai team khi mà Inferno đến tận những phút giây cuối cùng chúng ta có thể tìm ra được người thắng. Vậy thì tại map thi đấu The Nook, không biết là Cụt em có thể đưa ra một cái nhận định nào đó về cả hai team được không? Tỷ số dành cho team nào? Em nghĩ sẽ là tỷ số khoảng 16-10. 16-10 dành cho Furia. Ai chà. Tại Furia trận gần nhất em xem thì họ bắn nút cũng khá là tốt. Cũng hợp lý. Bây giờ chúng ta đến ngay Rotary Piston để tìm ra câu trả lời mà thôi. Vẻ như là niềm tin của em tôi ban đầu là 2-0 Vitality thì bây giờ nó mất hết rồi. Nhìn họ bắn map Vertigo như vậy thì đúng là chúng ta cũng khó lòng nào mà tin được. Rồi thì đấu Piston diễn ra, Dupri có luôn một khẩu tech này rất cục đến từ đội của Vitality, và với khẩu tech này trên tay có khả năng cao đây sẽ là bài tràn A nhanh đến từ đội của Vitality. Nhưng Furia cũng đang có một cầu đùa Beretta ở ngay trên nóc nhà vàng. 1 phút 35 giây bắt đầu set 3 để xem ai mới là người giành chiến thắng đây. Đã bị lùa đi đến từ cái tên của Yuri rồi, farm rất nhiều, bắt được một, bắt được hai đến Yuri. Drop hạ cũng đi giải cứu thành công. Magis Void mới đổi được một từ đồng đội chết hết ở bên trong bombsite A rồi mà thôi. Xong, chỉ còn lại một mình Magis Void và đã lộ ra info của mình, vẫn kịp thời vào mặt được drop. Nhưng còn đó là tận 3 thành viên nữa bên phía Team Furia đang bao vây bên trong quả C4. Có cái cơ hội nào để vị trí Magis Void làm được với 5 máu còn sót lại không đây? Tôi nghĩ là hơi khó để có thể làm được điều đó. Vị trí của anh chàng AT bỏ ra có thêm cái Yuri tạo áp lực. Dù lắm rồi, Magis Void chỉ cần ăn một viên đạn vào người thôi, anh ta sẽ phải nằm xuống ngay lập tức. Còn nếu gặp địch thì bắt buộc phải bắn vào đầu. Và tình huống 5 HP của Magis Void này chắc chắn là sẽ không làm được đâu, tôi tin là như vậy. Và đó sẽ là cái Piston Round dành cho Furia mà thôi. Bây giờ chỉ là vấn đề thời gian trước khi Magis nằm xuống. 5 HP không có giáp, ngửi hơi đạn thôi cũng đã là chết đến từ Magis. Và đây, bỏ vào góc này thì sẽ là cái chết. Nhưng không, AT mới là người bị cầu yếu cơ. Thời gian còn cho mình đó là 35 giây. Vẫn đang là rất khó khi mà các thành viên của Furia họ chủ động không bắn nhau nữa rồi. Họ lùi sâu, họ kẹp chéo ở trong side luôn khi mà đã biết vị trí của Magis trước đó. Nào, 1v3, Clutch giảng hòa đến từ vị trí của Magis Boy. Clutch giảng hòa phát hiện ra được cái chết đến từ anh ta mà thôi. Không có cửa dành cho vị trí anh chàng Magis Boy này khi mà địch có đến tận hai góc kề chéo khác nhau. Thì làm sao có thể thở được, và đó vẫn là viên đạn vào đầu của Yuri. Cầu đùa Beretta turn đầu tiên hơi chớ khi mà địch nhảy, nhưng những viên đạn sau thì không thể chuẩn xác hơn. Thì đó liên tiếp là những viên đạn găm thẳng vào mặt đối phương, và drop trên Heaven cover cũng là rất hay dành cho vị trí Yuri. Và đó là cái Piston Round dành cho Furia. Còn bên phía Vitality sẽ có một khẩu Deagle được lên cho vị trí của Magis. Những người còn lại sẽ là Eco mà thôi. Một quyết định hợp lý vì map thi đấu Nook này ở bên phía T-side, Foxby là một quyết định không hề khôn ngoan chút nào cả. Sẽ là một round thi đấu chiến thắng dành cho Furia mà thôi. Và có vẻ như Apex sẽ lại dùng chiến thuật là đi cùng nhau, câu tham bán chiến thuật và ăn cho mình một chút đồ để lấy thêm hỏa lực cho cá nhân. Khả năng cao là như thế, chứ bây giờ cũng không có phương án nào khác đến từ đội hình của Vitality cả. Một round họ Eco mà chỉ có duy nhất Magis Boy cầm trên tay một khẩu DE. Những người còn lại là Glock thì rất khó để có thể có mạng đối phương. Và để xem đến bao giờ thì Vitality mới quyết định ra nhận cái bản án tử của mình đây. Vẫn đang hầu lại là rất đông ở khu vực T-Bay đến từ Vitality. Bắt đầu bò ra được khu vực gần outside rồi. Nhưng liệu có bỏ được hay không đây khi mà vị trí của sếp đang có một góc kê đẹp ra khu vực outside này. Trên tay của các thành viên Vitality đều là những khẩu Glock thì làm sao mà đấu lại được cái khẩu phá phát này. Ở đây thì một tình huống run boot đến từ vị trí của Bisuta. Đẩy vào ở đây, AT có một khẩu USB ở thôi, nhưng mà AT làm cho mình đôi mạng, sếp có cho mình cái đạn mạng của Dupri. Giải gục cũng đã bị hạ gục và Cerato có cho mình cái double kill kết thúc round thi đấu này. Và đó là 2-0 dễ dàng dành cho vị trí của Furia. Khá đơn giản khi mà đến người cầm khẩu USP giáp 2 còn có thể làm đôi. Thì đội bên phía Team Furia cầm chắc chiến thắng trong tay ở round thi đấu vừa rồi. Nhưng round thi đấu tiếp theo câu chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Vitality có thể full bài được. Còn với Furia khả năng cao họ sẽ vẫn tận dụng một vài những khẩu SMG có được từ round thi đấu trước đó. Nhưng map thi đấu The Nook là một map mà SMG nếu sử dụng hợp lý thì có những góc bắn rất lợi dành cho khẩu súng này. Góc cương tầm gần, nóc nhà vàng đều có thể được sử dụng. Và thậm chí cả góc đứng của anh chàng bên phía Team Furia là cái tên Drop cũng đang là góc đứng rất đẹp nếu đối phương không check vào.
Rob đã có cho mình một góc boost ở đây rất đẹp rồi. Vẫn có người ở khu vực Ram, đó là AT hỗ trợ cho vị trí của Rob nếu có một tình huống tràn ra đến từ các thành viên của Vitality. Nhưng Vitality có vẻ như là đang muốn set bài và đánh khu vực outside và sau đó tràn vào Secret đến từ Vitality, nhưng không, họ chỉ smoke thôi và quay trở lại khu vực lobby. Có vẻ như là muốn kích dương đông kích tây đến từ Vitality khi mà quả bom đang được cầm ngược lại khu vực Ram. Muốn đánh trực diện lên bom side B đến từ đội hình của Vitality, nhưng ở đây thì safe bắt đi được tên Magus Boy ngoài outside. Đã mất đi một cánh cực kỳ quan trọng để tổng tiến công vào B đến đội hình Vitality rồi. Bốn người còn lại ở B-Ram thì sẽ phải làm gì đây? Art đã phát hiện ra thông tin đối phương, drop góc đứng vẫn đang là rất đẹp. Không có từng có nổ súng nào ra cả, bắt đi được một người, không thực double kill dành cho vị trí drop. Và Apex cũng đã hạ gục, chính xác là vị trí của Zaiwu, cũng đã bắt đi cái tên AT rồi. Zaiwu thậm chí làm đôi với quả lửa thiêu chết để được tên safe. Chỉ là một tình huống đổi mạng đến từ safe mà thôi, vẫn đang là thế 2v2. Nhưng Zaiwu đã rất yếu máu rồi. Và đội hình của Vitality lại một lần nữa đánh lên A. Yuri có mặt bên trong A, và đây là một người chơi phong độ rất cao. Tình huống nhảy của Zaiwu thì đã phát hiện ra đối phương, và như vậy thì sẽ là một pha retake 2v2 đến từ đội hình của Furia. Một quả nade được trả vào bom side, vẫn chưa thể nào hạ gục Zaiwu. Zaiwu có một tình huống one tap vào đầu của Yuri và đưa về tình huống là 2v1 dành cho Vitality. Cờ xe Nato khó rồi, trên tay là một khẩu SMG. Một vé sai ở đây, có được cái mạng của Zaigu, vẫn chưa đoán được vị trí của Dupri. Ở đây thì Dupri đẩy ra có được cái mạng của Serato một cách dễ dàng, và đó là 1-2 dành cho Vitality. Xử lý rất tín đến từ Zaigu trong round thi đấu vừa rồi. Triple kill và pha one tap Yuri gần nữa định đoạt luôn cả round thi đấu đó. Thực sự hơi đen dành cho các thành viên của Furia khi một quả nết trả vào người của Zaigu, nó chỉ cấu cho anh ta trừ 97. Máu của Zaiwu còn lại đúng 3 thôi. Nhưng với những tình huống nhấp nhả bên trong bom side và sự tin tưởng vào người đồng đội Dupri thì Zaiwu vẫn có thể hạ gục thêm được một cái tên nữa. Nhưng Furia có thể bài được trong round thi đấu này. Đây đã là một kỳ round quan trọng của họ, và Drop đang phải chịu thua thiệt hơn so với những người đồng đội một chút với DE. Và để xem Furia sẽ làm gì trong một tình cảnh như thế này đây. Art sấy xuyên spot mạ gục đi được vị trí Magus Boy thành công, cầu yếu được cả Apex, cầu yếu luôn cả Misuta. Ra ngoài outside đang để lại quá nhiều thương vong đến từ các thành viên của Vitality. May mắn là họ còn giữ lại được 4 người, nhưng trong số đó thì có đến tận 2 thương binh. Một tình huống spam qua smoke rất nhạy cảm đến từ AT ở khu vực outside, bắt lại được cái mạng của Magus và cấu đi rất nhiều máu đến từ Apex và Misuta. AT đang là người duy nhất ở đây kê lại khu vực tunnel. Ở đây thì Vitality bắt đầu đẩy vào rồi, đã phát hiện được hay chưa? Ở đây thì AT đẩy ra có được cái mạng của Apex. Zaigu chắc chắn là có được cái mạng của AT trong tình huống này, vì Zaigu chắc chắn là tay to hơn rồi. Drop là người duy nhất ở trong bom site B của Furia, đã chuyển hướng đến từ bộ đôi của Vitality, bắt đầu chậm lại đến từ đội hình của họ rồi. Có vẻ đây vẫn sẽ là một round đánh B đến từ thành viên của Vitality mà thôi. Nhưng họ vẫn còn rất nhiều thời gian để có thể thay đổi quyết định của mình, khi mà Dupri cũng đã dần tiếp cận được vào gần hơn với khu vực lobby. Và như vậy thì có vẻ Vitality sẽ là tràn từ ven và lên thẳng bom sai A. Nhưng vấn đề là Furia vẫn còn hai cái tên ở đây. Góc kề của Yuri rất đẹp, mạng của Misuta C4 đã rơi. Double kill Yuri bên trong bom sai thì vị trí của Kaiserato đã lộ. Nhưng mạng Dupri liệu có thể làm gì ở đây không đây? Một vé sai đến từ cái tên của Dupri, và như vậy là không thể đủ. Rất khó khi mà Dupri lượng máu đã là thấp hơn và còn phải nhặt quả C4 khi mà áp lực thời gian là nhiều. Đối phương thì vẫn có mặt tại khu vực mini. Đó đã là pha xử lý cố gắng hết sức đến từ Dupri rồi. Đó là 3-1 dành cho Furia, họ đã chiến thắng được cái key round này. Lượng tiền của họ bây giờ cũng tương đối là ổn định rồi. Vitality mới là những người rơi vào thế khó, đã phải sử dụng cho mình một round thi đấu eco toàn là những khẩu Glock không giáp mà thôi. Trên tay của Dupri là một khẩu Deagle có giáp 1, sẽ là một điểm tựa dành cho Vitality trong round thi đấu này. Nhưng liệu có làm được gì hay không khi mà vừa mới ra thì Magus và Zaigu cũng đã ăn nết khá đau, cấu đi một nửa máu đến từ hai người chơi này rồi. Đội hình của Vitality bây giờ thì không hề có bom. Đây là một round thi đấu mà nếu không có bất cứ một quả bom nào như là flash để làm tiền đề thì hơi khó để Vitality có thể nghĩ đến việc giành chiến thắng. Đặc biệt khi một khẩu DE đã rơi ở ngay khu ngoài áo sai, nhưng mà Misuta chạy bắn với Glock cực kỳ khó chịu, xếp đổi lại đồng mạng cũng thành công. Nhưng bom sai B đang gặp nguy hiểm đến từ đội hình bên phía team Furia.
để cho đối phương đặt bom được round này thì cũng đã là một sự thất bại đến từ đội của Furia rồi. Và C4 sẽ được đặt mà thôi. Art liệu rằng có thể cản đối phương đấy không đây? Như vậy là quả bom không thể được đặt xuống đến từ Vitality. Hai cái tên còn sót lại đều sẽ là cái mồ chôn của họ tại bom side B này, khi mà Art bắn tay rất to, ba cái đầu dành cho anh ta. 4-1 gọi tên đội của Furia và Vitality không thể kiếm về 800 đô mỗi người. Một tình huống đẩy từ Ram xuống bom side B rất chủ động đến từ AT, khi mà biết rằng bên phía Vitality chỉ là những khẩu súng lục, họ eco mà thôi. Hốt eco là rất khéo đến từ AT và khiến cho Vitality không thể nào mà đặt được bom trong tình huống vừa rồi. Vị trí của Zygu đặt bom cũng khá là hớ hênh. Có lẽ là nên trốn kỹ hơn một chút nữa đến từ Zygu thì sẽ là đặt được bom. Bom rất hở. Và đội bên phía của team Vitality thì họ còn vào luôn cái thế post plan. Nhưng đã plan được đâu mà post, phải có người kê cho Zygu tình huống đó thì may ra mới có thể đặt được bom. Round thi đấu này làm lần nữa tràn A nhanh rồi, vị trí của Yuri có được chuỗi mạng gục đầu tiên. Double kill dành cho Yuri một lần nữa. Đội hình của Vitality đang vỡ vụn hoàn toàn khi mà Apex chỉ đổi được một mạng gục duy nhất mà thôi. Cờ bí gì à, không có cửa để giành chiến thắng trước Furia được. Họ là một đội tuyển chuyên thuần về những bài đánh nhanh nên họ cũng hiểu làm sao để có thể cản được đối phương trong những cái tình huống kiểu như vậy. Có lẽ rằng muốn đánh bại được Furia thì phải dùng não nhiều hơn đến từ vị trí của Apex. Những tình huống mà Boop Flash không trắng địch mà đẩy vào thế này thì chắc chắn sẽ là cái chết dành cho các thành viên của Vitality mà thôi. Tình huống công vào bom xe A và chỉ để mất một người tới từ phía của Furia. Và Vitality họ lại rơi vào thế yếu tiền rồi, chủ động hấp bài trong round thi đấu này với những khẩu lục giáp cùng một chút bom mê để set up khu vực outside. Đây đã là những round thi đấu phải cầm những khẩu lục thứ 3 của Vitality nếu chúng ta không tính những round thi đấu pistol. Và lần này thì họ có thêm một vài những điểm nhấn về quả bom mìn. Vị trí của Magis Boy đẩy rất gần và ngay lập tức AT đã phải nằm xuống, nhưng quả nết được trả vào AT trước đó cũng gây ra lượng sát thương khá với đội của Vitality. Safe đổi lại được một mạng và tình huống vẫn đang là 4v4 mà thôi. Vitality còn không thể nhặt lại được khẩu súng của AT làm một điểm tựa. Và để xem ra thi đấu này họ sẽ làm gì đây. Cai được người xuống khu vực gara thành công, nhưng còn đó là cây Serato. Cây Serato đã kê rất chắc khu vực tunnel ở đây. Các thành viên của Vitality đẩy ra thì sẽ là cái chết thôi, từ khi là một tình huống one tap đến từ Dupri. Nhưng không, Dupri đã phải nằm xuống rồi. Cơ Serato có cho mình được cái mạng của Dupri, đưa về là tình huống 3v4. Bộ ba còn lại của Vitality họ đang rất khó. Apex ở đây liệu có bắt được vị trí của sếp hay không? Có chim hay không? Nào Apex, liệu có chim hay không? Như vậy là bắn cẩn thận đến từ Apex, cho sếp ăn một viên Deagle vào đầu và quyết định vòng lên bom xe A. Nhưng ở đây vẫn còn người, đó là vị trí của Yuri. Apex nhá khéo quá, vẫn chưa phải nằm xuống. Nhưng quả đết này trả ra là không chính xác đến từ vị trí của Yuri. Apex đẩy ra nhưng bắn trượt ôm rồi. Bộ đôi của Vitality ở khu mini đã phải nằm xuống một người, đó là vị trí của Misuta. Zygu đổi được cái mạng cờ Serato, nhưng ở đây thì vị trí drop trèo thang mà bắn là không chính xác đến từ drop. Và còn cho mình đó là 10 HP. Apex vẫn bị kẹt cứng ở đây, nhưng Zygu đã vào đến bom side B rồi. Vị trí của Yuri đã đuổi ngay đằng sau của Zygu. Liệu có biết hay không, Zygu kê lại nhưng yếu máu quá và đó là không làm được đến từ vị trí của Zygu. Sẽ là 6-1 dành cho Furia mà thôi. Khỏe tình huống đó cũng chết chứ đừng nói là yếu. Yuri vẫn bắn vào mồm của đối phương. Vị trí của Apex thì rất xuân, người anh ta vẫn có thể giữ lại cho mình khẩu ốp trong round thi đấu tiếp theo. Khi mà quả nết đầu tiên được trả lên bởi Yuri thì đó là một quả nết ném theo phong cách nó hơi bóng rổ. Nó lại lọt vào trong cái lỗ và nó không nổ ngay cạnh Apex nên lượng sát thương gây ra là không có quá nhiều. Bò chuyền rất khéo đến từ người leader của Vitality. Khi mà cả đội tràn xuống secret thì vị trí của Apex lại đi vào trong gara và móc thẳng vào đằng sau lưng của cái tên safe. Và chắc chắn là Furia không đoán ra được điều này, nhưng kết quả thì cũng vẫn như vậy mà thôi, không có sự thay đổi. Và để xem round thi đấu này thì sao đây. Zygu đã yếu máu, safe cũng là điều tương tự. Bây giờ thì AT đã phải nằm xuống ngay lập tức. Lại là một lợi thế hơn người dành cho Vitality từ quả thám minh đầu tiên. Và bây giờ nó có được chuyển hóa rộng hơn khi mà safe đã phải nằm xuống. 3v5 dành cho đội bên phía team Furia. Và để xem bây giờ thì bầy báo đen có thể làm được gì hay không đây. Một tình huống mà chủ động chiếm khu vực outside đến từ Furia khi mà họ đẩy ra cả hai người. Nhưng hai người này lại không hề đổi được bất cứ một mạng nào cả, chỉ bắn yếu được vị trí của Zygu thôi. Đã đưa Furia vào một thế khó. Nhưng ở đây thì round thi đấu vẫn chưa kết thúc và Furia vẫn có thể làm được nếu có sự tỏa sáng cá nhân của các thành viên bên phía Furia. Vẫn còn đó là Cerato cùng với đó là Yuri. Những người tay rất to ở đây. Đội hình của Vitality thì có vẻ họ vẫn đang chần chừ, họ vẫn chưa biết mình nên đi đâu. Và quyết định được đưa ra sẽ là bò dần vào khu vực B-Ram.
nơi chỉ có một mình sự trấn thủ cái tên Drop mà thôi. Và để xem nếu Drop không đổi được hai, câu chuyện sẽ là chấm dứt hoàn toàn cho Furia tại thời điểm này. Drop xấy quá chớ, cái đó là một nhịp nhá cực kỳ khó chịu của Misuta. Như vậy bomb side B đã thùng, Furia sẽ đi xếp súng cả hai người mà thôi. Tỷ số là 2-6 dành cho các thành viên của Vitality, và Magic Boy vẫn đang đi bài tờ, có thêm cả Zai Wu kề lại nữa. Nhưng bây giờ để mất thêm bất cứ một khẩu súng nào đến từ đội viên phía team Vitality thì tôi nghĩ đó sẽ là một sự thiệt thòi cho họ chứ không phải cho bên kia đâu. Và đây thì chủ động khô ra, chui ra khu vực mái nhà Ti đến từ Furia để xếp súng. Một quyết định an toàn thôi, nếu mà họ đẩy ra khu vực lobby thì đó sẽ là cái họng súng ốp đến từ vị trí của Zaigu, và một trong hai người chắc chắn sẽ phải nằm xuống. Sẽ là round thi đấu thứ hai bên phía T-side đến từ Vitality mà thôi. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi quả bom nổ và kết thúc round thi đấu này. Round thi đấu sau thì bên phía Furia họ vẫn có thể full buy được, khi mà lượng tiền của họ là rất thoải mái, họ còn xếp được cho mình hai khẩu súng nữa cơ. Tình huống ở khu vực B-Ram mà rõ ràng Drop đóng vai trò là key player, nhưng Vitality thì lại quá kinh nghiệm. Có một cái tên Misuta xử lý rất khó chịu, bết tơn đạn đầu tiên của đối phương khi mà chỉ để lộ một cái khỉu tay, và sau đó là một nhịp giạt rộng khiến cho Drop bị chớ hoàn toàn. Phản xạ rất nhanh đến từ Misuta, giật vào. Có lẽ tình huống đó thì thật ra Misuta không chủ động nhá, mà đó là tình huống Misuta nhìn thấy đối phương bắn và Misuta giật vào luôn, và sau đó thì giạt ra để repick. Thì Drop đã trên đà sấy rồi, anh ta không dừng lại được, nên việc mà Misuta có mạng là điều dễ hiểu. Đúng là như vậy, trong hai map thi đấu trước thì Drop vẫn là người tay bé nhất của bên phía Furia, khi mà liên tục là để thua những tình huống đấu 1v1 đến từ Drop. Và round thi đấu tiếp theo, Furia họ vẫn full buy được, nhưng đây đã là key round dành cho họ rồi. Và lượng kinh tế của Vitality cũng đang khá là ổn định. Nếu để thua round thi đấu này thì sẽ là tiền đề dành cho Vitality lên được con số 4. Để xem là key round quan trọng thì Furia sẽ xử lý ra sao đây. Họ vẫn sẽ có những khẩu ốp, có những khẩu AK cùng với M4, và lượng bom mìn cũng không phải là quá yếu, nhưng cần phải cẩn thận. Round thi đấu trước đẩy cục ra ngoài outside, họ đã phải bỏ đến tận hai cái tên. Round thi đấu này thì sẽ là chơi an toàn hơn đến từ Furia mà thôi. Đội hình bên phía team Vitality trả rất nhiều smoke ra khu vực outside nhưng vẫn chưa thể di chuyển xuống secret thành công. Và họ quyết định là sẽ lùi về, bởi vì không muốn để tốn thêm lượng tài nguyên nữa tại thời điểm này. Nó sẽ là một quyết định hợp lý. Và sau đó thực hiện một tình huống tràn thẳng nhanh vào khu vực bom site A, với vị trí Magic Boy là người duy nhất đi solo ngoài outside. Và nếu đánh vào bom trong bom site A trong thời điểm này thì bên phía Furia họ đang có tận 3 người cơ. Yuri ở đây đã đẩy vào khu vực đó là gần lobby rồi. Sẽ là một góc bắn trước đến từ Yuri, nhưng Magic đẩy vào khu vực mini và có được cái mạng của Ad ở trên khu vực lobby, đó là vị trí của Cerato, có được mạng của Magis. Yuri cũng đổi được mạng của Misuta và sếp có được cái mạng của Dupri nữa. Tình huống đưa trở về là 2v4. Cerato đấy đẩy ra có được cái mạng của Zaigu, chấm hết rồi. Apex chỉ làm được một mạng của Yuri thôi nhưng cũng đã quá yếu máu, và sẽ chủ động đi sếp đến từ Apex luôn thôi. Furia tay vẫn rất to, thực sự là khi đấu súng trực diện với đội hình của Furia thì có lẽ sẽ là hơi khó dành cho Vitality. Mặt bằng chung tay của Vitality thì cũng không phải là những người chơi thuần hẳn về kỹ năng cá nhân mà được nhắc đến một cách nổi bật như vậy. Magic Boy và Dupri thì họ đã phần nào đó, theo cá nhân tôi, là ở một giai đoạn không còn ở đỉnh cao phong độ nữa rồi. Zaigu thời gian gần đây phong độ cũng không phải là quá tốt. Và đương nhiên nếu đối đầu với những cái đội tuyển ở khu vực Nam Mỹ mà bắn theo lối chơi cương skill thì cái tỷ lệ phần trăm thua là tương đối cao. Đúng là như vậy, với việc mà lượng quả lực của Vitality đó là Magis, Dupri cùng với đó là Zaigu không thể có một ngày thi đấu tốt thì việc bị dẫn trước bởi các thành viên Furia cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Nói sao thì nói thì Zaigu vẫn là người dẫn đầu đoàn tàu của Vitality với 6 frag, vẫn là người có nhiều mạng nhất đến từ Vitality. Round thi đấu này thì Vitality vẫn có thể full buy được, nhưng đây đã là một key round quan trọng dành cho họ rồi. Tình huống sấy của Drop ở khu vực B-Ram, cầu yếu đi là hai cái tên, có bắt được ai không đây? Câu trả lời vẫn là chết chạy, nhưng có sếp đổi mạng thành công. Vị trí của sếp làm được cho mình cái double kill lửa trả giá, bắt buộc sếp phải lùi về.
Bom Sai B vẫn còn một bộ đôi trấn thủ đến từ các thành viên của Team Furia. Và nếu như Vitality muốn cục quá thì kiểu gì cũng sẽ phải nằm mà thôi. Trong khi đó thì Magic Boy Outside đã bị bắt đi rồi. Zygu còn ăn một viên ốp xuyên tường, khiến cho lượng máu mất đi là nửa cây. Và có biết được rằng B-Ram đang có cái tên AT ngay bên tay trái của mình hay không đây? Rất khó để Zygu có thể đoán ra. Có lẽ là quyết định của Vitality nên là đi xếp súng hơn, khi mà Zygu thì là 51 HP, còn Apex thì là 6 máu. Không có cửa để họ có thể giành chiến thắng trong round thi đấu này được nữa rồi. 4 VS2, thực sự là rất khó khi phạm vi di chuyển cũng đã bị cô lập hoàn toàn. Chưa kể Yuri còn biết Apex đang ở đâu nữa. Và chỉ cần một tình huống hớ hành, Apex sẽ phải nằm. Và tình huống này thì chắc chắn là sẽ không làm được đến từ các thành viên của Vitality đâu. Vị trí của sếp có một tình huống bắn ốp quá tốt đi. Và sau đó là tình huống đục tường cơ. Rất cảm giác đến từ sếp. Cấu đi được nửa máu của Zygu. Apex ở đây nếu tò mò bò vào trong bom xe A thì sẽ là cái chết dành cho Apex. Nhưng không, không có ai kê lại đằng sau dành cho vị trí của Yuri. Sếp đang trốn khá là kỹ ở đây, không nhìn lại đằng sau dành cho đồng đội. Và Zygu đẩy lên khu vực Heaven. Liệu có nhìn thấy vị trí của sếp hay không? Như vậy là nhìn thấy đến từ sếp và vẫn có cơ hội làm được đến từ bộ đôi của Vitality. Đưa về tình huống là 2 VS2. Chỉ thua một chút về máu thôi. Ở đây thì một quả đế trả vào bom xe không chính xác đến từ vị trí của Cerato. Zygu vẫn còn cho mình đó là 49 HP. Ở đây đẩy ra không được rồi. AT có đi cái mạng của Zygu. Một tình huống 1 VS2 đến từ Apex. 6 HP tôi không nghĩ là rằng Apex có thể làm được đâu. Ở đây thì bắt được một người đến từ vị trí của Apex, đó là vị trí của AT. Đưa về tình huống là 1 VS1. Ở đây Cerato có được cái mạng của Apex. Tình huống hơi vội khi mà đối phương chưa gỡ bom thì Apex đã đẩy vào rồi. Nghe thấy tiếng đối phương chạy và Apex định tận dụng khoảng thời gian đó bớ đi Cerato. Nhưng bên phía bên kia thì Cerato thứ nhất là tay không hề bé, thứ hai là vị trí của Apex đã quá yếu máu nên anh ta luôn sẽ là người bất lợi hơn. Một tình huống cũng hút hồn đến từ đội bên phía của Team Furia, khi mà từ 4 VS2 quy về thành 1 VS1. Rất khó tin. Và nếu như tình huống xử lý cuối cùng mà Apex có nhiều máu hơn thì có thể là anh ta đã làm được. Nhưng có thể tất là cả Apex đều chỉ dừng cần nếu thôi. Đúng vậy. Nếu Apex chỉ cần không vội vàng một chút, chờ đối phương gỡ bom và trả flash xuống, vì trên người của Apex vẫn còn 2 quả flash cơ. Thì vừa rồi Apex khá vội vàng. Và sau quyền tactical timeout này thì không biết chiến thuật của Vitality họ sẽ là như thế nào đây. Có lẽ là vẫn có thể full buy thôi với tình huống đặt được bom vừa rồi. Dupree đang nói rất nhiều với những người đồng đội của mình, còn Apex thì hơi đói. Apex mặt cay lắm rồi. Còn bên phía bên kia thì đội bên phía Team Furia trông rất chill. Đấm tay. Anh ổn không? Ui, dễ. Clutch đơn giản. Rõ ràng là sự tự tin Furia đang được đẩy lên rất cao. Đó thì đúng là lại lần nữa đánh A đến từ các thành viên của Vitality. Họ bắt đi được cái tên AT thành công, mà Furia lại phải chơi với một thế 4 VS5. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu họ để mất người từ giai đoạn đầu tiên rồi. Nhưng không phải cứ mất người thì Furia sẽ để thua. Còn với Vitality, đó chỉ là một tình huống tanh qua đến từ Dupree bắt người sau đó lùi về để khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu mà thôi. Và vừa rồi thì có một tình huống spam khá là chính xác đến từ các thành viên của Furia. Misuta chỉ còn cho mình đó là 18 HP mà thôi. Rất may mắn là không phải nằm xuống. Và với những vết smoke như này sẽ là một tình huống đánh set bài vào outside đến từ Vitality. Có lẽ là sẽ tràn xuống khu vực Secret thôi khi mà che hoàn toàn khu vực Gara. Cùng với đó là Mini rồi. Có thể là sẽ đánh vào bom side B đến từ Vitality. Drop ở đây vẫn hold lại khu vực Gara. Vẫn sợ rằng đội hình của Vitality sẽ bỏ qua quả smoke này. Cerato cũng vậy, hầu rất chắc khu vực Mini. Yuri ở đây đã bị những quả smoke che hết tầm nhìn. Và vẫn có được một mạng đến từ vị trí của Yuri khi mà Misuta đã yêu máu trước đó rồi. Đã bò vào được 3 người khu vực Secret đến từ Vitality. Ở đây sếp đang là người duy nhất. À không, có vị trí của Yuri backup về trong bom side B rồi. Sẽ là một tình huống thủ B2 VS3 đến từ các thành viên của Furia. Nhưng liệu họ có làm được hay không đây? Một ốp đứng góc bắn nhau tới chết vào một khẩu rifle cover từ tầm xa. Một setup bắn chéo cơ bản đến từ các thành viên của Furia mà thôi. Và để xem họ sẽ làm được gì đây. Vị trí của sếp ăn quả lửa này thì coi như là án tử rồi. Chỉ bắt được một bà thôi. Yuri thì là chết chảy. Một tay Zygu clear bom side B, đặt bom và đem về round thi đấu chiến thắng dành cho đội của Vitality, khi mà drop cũng như là Cerato rất khó để có cơ hội giành chiến thắng. Lượng tiền trên người của Furia cũng không còn là quá dồi dào. Và việc họ xếp lại được hai súng để bảo đảm round thi đấu sau vẫn còn cơ hội là một sự lựa chọn hợp lý thôi.
tốt nhất không nên quá cường tại thời điểm này nữa, đến từ thành viên của Furia. Họ muốn đi bắt thêm một khẩu súng nào đó của Vitality, nhưng tham thì thầm. Và rõ ràng thời điểm hiện tại thì Furia, yếu tố tiên quyết là họ cần phải giữ được cho mình hai khẩu súng này, thì ít ra round thi đấu sau vẫn còn cửa để thắng. Còn nếu mất một súng thôi thì cơ hội sẽ là thấp hơn rất nhiều. Đúng là như vậy. Và đó là 3-8 dành cho Vitality. Vẫn xếp được hai súng đến từ phía Furia. Một tình huống mà Zygo đoán vị trí là rất tốt, trả lửa vào vị trí góc tối của sếp. Sau đó là đoán được vị trí của Yuri luôn. Cầm ốp ngắm thẳng vào vị trí của Yuri, có được mạng rất nhanh. Tình huống thua người từ sớm nhưng lại là chiến thắng dành cho Vitality. Ba tám. Và bây giờ nếu như các thành viên Vitality có thể lên được thêm một round thi đấu nữa thì cơ hội sẽ được mở ra rất nhiều cho họ tại map thi đấu đơn lúc này, bởi vì Furia đang là một key round. Những khẩu súng bé đã xuất hiện, CZ, MP9, cả Famat của Yuri nữa. Nhưng như những gì mà tôi đã nói trước đó, những khẩu súng bé tại map thi đấu núc City Side, nếu chọn những góc đứng phù hợp thì nó có thể tạo ra một sự đột biến là vô cùng cao. Và để xem round thi đấu này thì các thành viên Vitality họ sẽ làm gì đây? Vị trí của RT thì đã đẩy được outside rồi. Và với AUG kê như thế này, Magis Boy không cẩn thận thì sẽ là chết chắc. Outside đã mất đến từ Vitality. Muốn chuyển hướng đánh lên khu vực B-Rammer, vẫn còn đó là hai cái tên đang kẹp cùng nhau ở đây. Một khẩu CZ MP9 bắn tầm gần không phải là yếu đâu. Zygo cục quá, kéo ốp ra khu vực Ram luôn. Nhưng sếp chết chay và drop đổi được mạng của Misuta. Ở đây Rob đang cố gắng và có thêm cái mạng của Apex nữa. Dupri đổi mạng Rob ngay sau đó. Tình huống đưa trở về là 2v3, nhưng đang là rất khó dành cho Vitality. Dupri đã phải đổi khẩu súng của mình dành cho Zygo rồi, khi mà Dupri là vị trí người yếu máu. Nhưng Zygo ở đây cũng đã bị cấu đi một mình một nửa máu rồi. AT đang bị cô lập ở trong bom site B. Chúng ta có một góc thi đấu đẹp. Dupri ăn flash nhưng không bù, chỉ là một tình huống chớp thôi và có được mạng của AT. Yuri đang trốn rất kỹ sau quả, sau cái cánh cửa này, và nếu đặt bom thì sẽ là cái chết dành cho Zygo. Nhưng Zygo kinh nghiệm quá, đặt fake một nhịp và chờ Yuri mở cửa ra mới quay lại bắn Yuri. Ở đây Cerato timing có là tốt hay không đây, nhưng Dupri đẩy ra và timing là không tốt. Có được cái mạng Cerato. Và đó là 4-8 dành cho Vitality. 2v4 thành công đến từ bộ đôi của team Vitality. Một tình huống mà Rob đã rất cố gắng ở B-Ram rồi, anh ta bắn chết hai và còn khiến cho Dupri yếu máu. Nhưng vấn đề là ở những khoảng tham minh cuối cùng thì đội hình của Vitality đã là những người kinh nghiệm hơn. Khi mà Dupri cũng đã từng đóng vai trò là second upper và anh ta biết làm sao để tận dụng tối đa của súng ngắm này. Zygo thì lại rất quái, đặt bom một nhịp trong quả smoke nhưng lại đi ra ngoài và để cho Yuri cắn một quả thính rất to. Bị bết hoàn toàn đến Yuri trong tình huống đó. Và đương nhiên round chiến thắng sẽ thuộc về Vitality mà thôi. Thậm chí là họ còn đang có cơ hội để giành luôn chiến thắng trong round thi đấu này. Nhưng với Furia, họ Foxby và muốn tạo ra một bất ngờ lớn cho Vitality. Để xem Vitality có bị lừa hay không đây. Và chúng ta sẽ phải chờ mà thôi, khi mà các thành viên của Vitality họ chủ động chiếm khu outside rồi. Với những khẩu súng to này thì đó là điều dễ hiểu thôi, đoán được lượng tiền của đối phương. Nhưng mà Furia ở đây chủ động đẩy khu vực lobby luôn, đẩy tới 4 người. Bắt đầu chậm lại đến từ Furia và chiếm được hoàn toàn khu vực lobby. Magis đã bỏ vào đến gần khu vực Gara và ở đây thì Drop bắn trượt và đó là cái chết dành cho Drop. Tình huống đưa trở về là 5v4 dành cho Vitality. Đang là rất bất lợi, các thành viên của Furia đang co cụm lại trong bom xe A rồi. Một viên DE khá tai hại đến từ Drop khi góc kề đó là một góc kề trước. Và bây giờ thì khiến cho khu vực outside của Furia mù thông tin. Và điều này phần nào đó sẽ ảnh hưởng đến vị trí của Cerato trong bom side, khi mà anh ta đang phải kê Heaven. Và đây lại đúng là địa điểm mà Vitality đang muốn tiến vào. Có ai check vào Cerato hay không đây? Góc kê ngang rất đẹp và Magis Boy Misuta mà không cẩn thận, tỷ lệ nằm xuống cũng sẽ là cao. Tay Cerato chưa bao giờ được đánh giá là bé cả. Và đây luôn là một trong số những cái tên gánh kèo chủ lực bên phía team Furia. Nếu tình huống này tạch vào khu vực Heaven, nhưng Magis lại bắt được cái mạng của AT ở khu đằng sau. Dupri cũng có mạng của sếp. Và tình huống đưa trở về là 2v4, tự nhiên lại là thế khó dành cho Furia, khi mà Vitality họ chủ động đánh vào bom side B luôn thôi. Đoán được rằng có hai người trên bom side A và bom side B đã hoàn toàn clear dành cho Vitality.
sẽ là round thi đấu chiến thắng thứ 5 dành cho họ. Quá là khó trong tình huống này dành cho bộ đội Furia, chắc chắn là họ sẽ đi xếp thôi. May mắn hơn thì nếu Yuri tìm được cho mình một khẩu AK hay là một khẩu M4 nào đó, nhưng chắc chắn là không có đâu, khi mà những người đã hy sinh toàn là những người của Furia. Hai viên, thật ra gọi là hai viên thì hơi ít, đó phải là một băng. Một băng đạn 5-7 đến từ vị trí của AT, nhưng nó không có một hiệu quả nào cả. Bắn vào đối phương toàn vào mắt cá chân. Nhưng rõ ràng với một khẩu 5-7 thì bắn vào đầu hay bắn vào thân, nó sẽ hơn là cứ bắn vào khuỷu chân đối phương như vậy. Một round thi đấu mà đội Furia thua hoàn toàn, khi mà bây giờ họ đang còn lại đúng một mình cái tên Keserato đang cố gắng đi xếp súng. Flash trả ra cố gắng cầm chân đối phương nhưng lại không thể giữ lại được khẩu M4S trong round thi đấu tiếp theo. 5-8 và sẽ là 6-8 dành cho Vitality thôi, khi mà đội của Furia họ thua toàn tập trong round thi đấu này. Và đó là yếu tiền dành cho Furia trong quyết định Frostbite vừa rồi. Và để mất cho mình cả khẩu M4 nữa thì cơ hội của họ trong round thi đấu này sẽ là không. Không có một chút nào cả, trên tay là những khẩu lục không giáp. Đối đầu với các thành viên Vitality là quá khó dành cho họ ở đây. Yuri đang có một góc kê lên khu vực nóc silo nhưng mà vẫn chưa có mạng, thì là chỉ muốn bắn vào thân thôi. Nhưng AT đẩy ra có được cái đầu của Misuta. Ở đây tiếp tục đẩy cục đến từ AT và có thêm cái mạng của Zaigu nữa. Magis rồi, được mạng của Cerato. Apex ở đấy bắt đầu đẩy lên rồi. Magis có cho mình cái double kill với cả mạng của Yuri. Đưa tình huống về là 3v3. Tình huống đổi mạng là rất nhanh chóng đến từ cả hai bên. Bây giờ thì khẩu DE trên tay AT có khả năng cao là không làm thêm mạng nữa rồi. Nhưng mà Dupri hơi vội vàng, có một người đã móc được về đến T-Bay đến từ đội của Furia. Bây giờ thì sếp sẽ đóng vai trò key player. Quắc rất chì đến từ vị trí của sếp. Drop cũng đang có một kê đẹp. Apex, trời ơi, Drop bay một vòng cầu vồng tình yêu xung quanh đầu Apex, không trúng được một viên nào cả. Và bây giờ mọi công lao của AT đang đổ sông đổ bể. Tiếng của sếp cũng đã lộ ra rồi, làm sao mà đoán được Magis Boy vẫn còn đang ở sau lưng đây. AT bây giờ muốn thắng chỉ có cách duy nhất là Ace Clutch 1v5 mà thôi. Anh ta sẽ làm được gì nào? Bắt đi người cầm bom, vẫn còn cơ hội đang bị cầu yếu nhặt khẩu AK, không có cửa dành cho AT. Nếu như anh ta cứ cầm DE thì có thể là còn có cơ hội, nhưng tham súng thì không được đâu. Đúng là như vậy, round thi đấu mà một mình cá nhân AT có cho mình 3 cái mạng rồi. Nhưng vị trí của drop lại là một tình huống bắn lỗi, được bắn trước, đối phương không chủ động kê vào, nhưng lại là một vòng cầu vồng qua cái đầu của Apex. Và chúng ta đã quá quen thuộc với tình huống này của drop rồi. Nhưng một round thi đấu eco đến từ Furia mà bắt được tới tận 3 súng của Vitality cũng đã là khá thành công. Nhưng đối với Vitality thì họ cũng chả quan trọng vấn đề này đâu, khi mà đây đã là round thi đấu cuối cùng và lượng tiền của họ còn là rất nhiều. Zaigu chủ động không lên cho mình một khẩu ốp, bắn 5 khẩu AK để cho độ cơ động bên phía T-side là cao hơn. Trong cái đó bên phía bên kia đang là một chiến thuật double op và AT, người chơi hay nhất của Furia round thi đấu trước thì đã phải nằm xuống ngay ở đầu round thi đấu này. Một op đã rơi và đội hình của Furia lại mất người. Họ sẽ phải làm sao ở trong cái tình cảnh này đây để cho Vitality lên được 6 bên phía T-side đã là tệ rồi, mà bây giờ còn lên được cả 7 nữa thì đúng là một thảm họa dành cho các thành viên Furia. Vị trí của Dupre muốn sát qua nhưng Cerato trên tay là một khẩu ốp. Và như vậy thì tình thế được cân bằng với là 4v4 dành cho cả đôi bên. Tình huống 4v4 này có lẽ là Vitality họ nên tìm đường để mà xuống khu vực Secret, sau đó là đánh vào bóng dài B thôi. Nhưng mà ở đây thì đẩy qua smoke đến từ Magis là không khôn ngoan chút nào cả. Drop có cho mình cái mạng của Magis và đưa về lợi thế về người dành cho các thành viên của Furia. Có vẻ như Vitality họ vẫn đang muốn đánh vào bom sai A cơ, khi mà quả bom thì đang được hold ở khu vực lobby. Còn đó là vị trí của Zaigu, đã bò vào đến gần khu vực Heaven rồi. Drop ở đây đang là người khu vực solo ram. Drop ở đây có được mạng của Apex và có thêm cái mạng của Misuta nữa. Một round đấu bắn tốt của Drop và đưa về tình huống 1v4 dành cho Zaigu. Drop cũng chỉ còn cho mình đó là 14 máu thôi và sẽ là cái chết dành cho Drop. Viên đầu bắn trượt hơi quê đến từ Zaigu nhưng không sao cả. Thời gian còn là 10 giây, liệu có đặt kịp bom hay không đây? Có vẻ sẽ là không, khi mà còn một người khu vực control room, đó là sếp. Và đó là 9-6 dành cho Furia trong lượt thi đấu first half. Pha đấy giải thích tâm lý Zaigu ấy, là biết mình thua rồi, phải quay một cái video top top. Highlight one tap đến từ Zaigu, chỉ một viên thôi nhưng mà trượt.
rất có hề đến từ Zygo nhưng không sao cả. Chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đếm lượt thì đấu second half mà thôi. Probably looking for you, Peter. I'm going door, okay? Careful there. T1, dead. Nice. Wait for me, Mutu. I'm going door now. It's not planted for you, Peter. No, it's fine. Just show now. It'll be already out, Pierre. See him. First side. Inside. He's watching for you. Yeah! Peter! Nice, Matu. Sick run. Good job, Matu. Những cái đấm tay cũng báo hiệu cho sự quay trở lại của map thi đấu thứ 3, map thi đấu The Nook, nơi mà các thành viên Vitality tạm thời đang bị dẫn trước với tỷ số là 6-9 trước Furia. Và để xem khi lượt thi đấu Pistol này diễn ra, ai sẽ là người giành chiến thắng đây. Nếu đó là các thành viên Vitality, cơ hội để comeback là còn. Nếu họ để thua, Furia sẽ tiếp tục gia tăng cách biệt. Và chắc chắn rồi, Furia sẽ chủ động buff flash và đánh vào bomb xe A nhanh luôn. Một cối chơi quá quen thuộc. Furia, Yuri đổi được mạng của Zygo, Magis có được mạng của Rome. Được về là 4 vs 1, Apex cũng có đem được mạng của Sep. Apex làm cho mình cái double kill với mạng của Cerato. Ati đổi cho mình một mạng nhưng Magis đã Yuri ngay sau đó. Và Ati 1 vs 3, không làm được cái từ vị trí của Ati. Apex có cho mình cái triple kill trong round thi đấu vừa rồi. Và đem về cái pistol round dành cho Vitality. Một quả flash được buff ra đến từ các thành viên về phía team Furia. Những người đầu tiên đi tank của họ thì lại mù, mà Magis Boy thì lại không. Chào cờ rất lâu đến từ anh chàng Drop. Và rõ ràng điều đó tạo một tiền đề khá lớn để vị trí Magis Boy có thể xử lý. Còn Apex round đấu vừa rồi thì đã bắn tốt. Có P2000 súng người già thôi, có thể spam thoải mái được. Nhưng với cá tính của Furia, round thi đấu này họ lại Fox 5 và lại một lần nữa Furia Cerato nằm xuống ngay lập tức rồi. Chỉ còn lại một khẩu gà lưu trên tay của AT mà thôi, mà nằm xuống ngay lập tức sau đó. Double kill cho Dupri, không thể có triple kill. Khi chỉ sử dụng một khẩu USP đối đầu bên kia ở Glock thì khẩu Glock sẽ được spam nhiều hơn. Nhưng vấn đề round thi đấu này vẫn sẽ là một tình huống để thua đến từ thành viên Furia mà thôi. Khi mà đội hình bên phía team Vitality họ bắn cục quá. Chủ động lên một khẩu gà lưu dành cho vị trí của
Cacerato đúng không nhỉ? Đúng, đấy là một khẩu Galil. Không thể nào mà có được mạng đến từ Cacerato, bất lợi thế từ rất sớm đến từ Furia. Các thành viên còn lại chỉ là những khẩu lục thôi thì sẽ là một tình huống hốt eco đến từ Vitality. Và round thi đấu này thì Furia họ lại tiếp tục bay. Đã có cho mình trên người những khẩu AK cùng với đó là hai Galil rồi. Lượng bom mìn đang là hơi yếu một chút nhưng không sao cả. Lối đánh của Furia thì nổi tiếng là chỉ đẩy ra bắn nhau thôi, bom mìn không cần là quá nhiều. Với việc một round thi đấu trước cả team eco còn chỉ một mình anh chàng Cacerato full buy, thì cộng với Lost Bonus thời điểm hiện tại round thi đấu này, đội hình bên phía team Furia mặc dù yếu bom nhưng ít ra là hỏa lực đầy đủ. Họ còn hai smoke và hai quả flash duy nhất cho tình huống tấn công của mình, nhưng cần phải thận trọng hơn khi mà AT cũng đã rất yếu máu rồi, 10 HP. Rõ ràng là những tình huống tấn công trực diện đến từ đội hình Furia sẽ không còn đem lại được sự hiệu quả dành cho trực tiếp tên AT nữa. Và sẽ là một tình huống bò ra outside đến từ các thành viên của Furia mà thôi, khi mà trên người họ đang là những khẩu súng to. Còn đó là hai quả smoke thì vẫn có thể che đi được tầm nhìn của các thành viên bên phía Vitality. Nhưng liệu họ có muốn làm như thế không đây, hay là sẽ là một tình huống bò vào khu vực mini và đánh tổng lực của bom xe A. Misuta đang là người solo ram của phía Vitality, vẫn chưa phát hiện ra được ai của phía Furia cả. Họ đang bò là rất nhiều ở đây. Bắt đầu chàm trong bom xe A đến từ các thành viên của Furia rồi. Họ muốn tanh thẳng vào từ đường mini. Vị trí Cacerato đổi được một thì vị trí của Magic Boy Zaigu đều có những cái điểm kill. Sếp đưa tình huống về là 3v3 nhưng Zaigu và Misuta, chính xác là Misuta là người hạ quyết định tên dropper. Đội hình bên phía của team Furia mặc dù vào A thật ấy nhưng vẫn chưa thể tìm ra được góc đặt quả C4 thành công. Bây giờ khi bom hạ xuống thì các thành viên phía Vitality có thừa cơ sở retake trong pha xử lý này. Yuri sẽ đóng vai trò key player và anh ta cần phải làm gì đây? Một mạng đầu tiên dành Yuri, Misuta đổi mạng ngay sau đó double kill Yuri là không thể đủ. Rất khó để có thể xử lý trong tình huống 1v3 khi mà người đồng đội của Yuri đã nằm xuống quá nhanh. Và đó sẽ là cân bằng tỷ số dành cho Vitality. 9 đều. Một tình huống retake chuẩn chỉ khi mà bom mìn của trên người của họ là rất nhiều. Rất cố gắng đến từ vị trí của Yuri rồi, nhưng chỉ làm được 2 mà thôi. Vẫn là chiến thắng dành cho Vitality. Và với việc để thua round thi đấu vừa rồi, Furia họ đã phải sử dụng cho mình một quyền tactical timeout. Em nghĩ là với việc đặt được bom thì họ vẫn có thể full buy mà thôi, nhưng sẽ là hơi yếu bom mìn một chút. Đặt được quả C4 xong thì đã chắc chắn là có cho mình một khẩu Galil giáp 2 rồi. Và với cá tính của Furia thì có lẽ round thi đấu này họ vẫn sẽ bài tiếp. Nhưng quan trọng là bài chưa phải là yếu tố quan trọng nhất để giúp Furia có được chìa khóa chiến thắng, mà từ những khẩu súng đó họ phải tận dụng chiến thuật như thế nào để đánh thủng được bom sai của Vitality. Và lần này thì quyết định là hấp bài đến từ Furia rồi. Thôi thôi xong rồi, 4 tech 9 1 mark 10 thì còn làm gì nữa. Đóng ga, lên xe, anh đèo vào bom sai A đến từ đội của team Furia thôi. Tactic này chúng ta nhìn nhiều lắm rồi. Nhưng có vẻ như là Furia chưa muốn tràn ra ngay, họ đang chủ động hầu chậm lại một chút. Vẫn có đủ bom mìn để mà set bài của bom xe A trong tình huống này, rồi sau đấy là tràn vào. Như đấy thì AT cục quá đẩy qua luôn rồi. AT nằm xuống chết chay từ vị trí của AT, đưa về tình huống là 4v5. Và Apex ở đây có được mạng của Rob Magis cùng với Zaigu, mỗi người có cho mình một mạng dù kịp đổi mạng của Rupri trước đó. Nhưng 1v4 ở đây của Cacerato trên tay là một khẩu Tech 9, chắc chắn là không làm được gì đâu. Sẽ là round thi đấu chiến thắng dành cho Vitality. Những góc kê quá đẹp của Vitality khi mà có một người kê trên cao, một người kê dưới thấp. Cacerato đẩy ra thì bây giờ phải hai tay cầm hai khẩu súng, chĩa một dưới một trên. May ra có cửa, còn hai tay cầm vào một khẩu thì không ăn thua. Đội hình của Furia thực sự đúng nghĩa của câu nói là còn thở thì còn phi. Họ phi liên tục và không có một điểm dừng nào cả. Round thi đấu vừa rồi thì đúng là còn hâu lại được một nhịp là tôi đã thấy là một sự tiến bộ lớn đến từ Furia rồi. Còn đa phần là họ sẽ phi vào trong bom xe từ những quả tham binh đầu tiên cơ. Nhưng tỷ số thì không thay đổi, 19 dành cho các thành viên của Vitality. Những bài đánh nhanh của Furia đang dần mất đi hiệu quả của mình, và có lẽ round thi đấu sau họ nên giảm nhịp độ trận đấu xuống một chút thì sẽ hay hơn. Và đúng là như vậy, một tình huống mà AT hơi hổ báo một chút, không chờ đồng đội. Bắn khá là cá nhân của AT, mặc dù trên người anh chỉ là một khẩu Mark 10 thôi. Flash của đồng đội thì chưa nổ, anh ấy đã chạy thẳng vào side rồi. Và kết cục chắc chắn sẽ là cái chết dành cho AT. Đây đã là một round thi đấu full buy đến từ Furia, key round dành cho họ rồi.
Nếu để thua round thi đấu này thì Vitality rất có khả năng sẽ chạm đến con số 12. Drop đã bắt đi được tên Magic Boy rồi, một round hiếm hoi mà đội hình của Furia họ có được cho mình lợi thế từ giai đoạn đầu tiên. Một quả lực trả ra hơi quê một chút, nhưng có lẽ là cũng không ảnh hưởng nhiều đến vị trí drop đầu. Còn Zygu ngoài outside bắt đi được sếp rồi, biết thông tin về quả C4 đang ở đâu. Muốn nhặt lại bom thì cũng sẽ tốn khá thời gian đến từ đội của Team Furia. Một người muốn đẩy Ram nhưng drop kề lại rất hiệu quả. Và bây giờ ngoài outside, Zygu sẽ là tên trấn thủ kẹp thêm cùng cả Apex nữa. Arty bị bắt đi rồi, Yuri có một mạng, Dupree bên trong một sai hạ cũng đi drop thành công. Tình thế vẫn đang là hai vế sai, nhưng quan trọng nhất là quả C4 rơi thế này thì nhặt lại kiểu gì đây? Cơ Serato hạ cũng đi Dupree, đây là chìa khóa để nhặt lại quả bom. Một tình huống đùa bích thôi, có lẽ sẽ là đủ để cho đội của Furia giành chiến thắng trong round thi đấu này. Họ sẽ đặt bom cho một sai A thôi, còn Zygu sẽ làm gì đây? Với Zygu thì em nghĩ là sẽ cố gắng cứu cho mình cái round thi đấu này, khi mà lợi tiền của Vitality vẫn còn là khá nhiều. Một vế sai hoàn toàn là có thể làm được đến từ Zygu, khi mà trên người của anh ấy còn một quả lửa, một quả smoke cùng với đó là flash nữa. Có ốp ở dưới chân nhưng Zygu không nhặt chắc chắn rồi, chủ động retake trong tình huống này thôi. Vẫn chưa đoán được vị trí của đối phương, nhưng đẩy vào đây chắc chắn là sẽ lộ nòng súng trước đến từ Zygu. Nhưng Zygu có được cái mạng của Cerato, đưa về tình huống là 1v1. Nếu bây giờ trả một quả lửa vào khu vực trong lobby này và một quả smoke để che đi thì chắc chắn là Ninja defuse luôn đến từ Zygu. Nhưng Zygu chủ động đẩy ra bắn nhau, nhưng Yuri tay to hơn và ngay cái mặt của Zygu, và lại là một tình huống xấy xác đến từ Furia. Lâu lắm rồi Furia mới ngửi thấy mùi chiến thắng, và rõ ràng cách ăn mừng bằng một tình huống xấy xác như vậy cũng là dễ hiểu đến cái tên Yuri thôi. Nhưng mà tâm linh thì không đùa được đâu. Để xem round thi đấu tiếp theo, khi mà đội ngũ Vitality vẫn có thể full buy được thì Yuri có phải tên đầu tiên mà Zygu đi săn hay không đây? Ở trận thi đấu trước đó trên map Inferno, sau một tình huống xấy xác đến từ drop thì Furia họ đã thua luôn round thi đấu tiếp theo. Và đây chủ động rớt ra luôn đến từ Cerato, nhưng Cerato đã phải nằm xuống dưới họng súng của Magis. Tình huống là 4v5 và đã trả được súng ven đến từ các thành viên của Furia, nhưng mất thêm vị trí của sếp. Và ở đây Apex bắt được vị trí của A nữa, không làm được hai đến từ vị trí của Apex. Drop đổi mạng Apex ngay sau đó, tình huống đưa trở về là 2v4. Đang là thế khó ở đây khi mà Magis lại bắt thêm cái mạng của Yuri. Drop 1v4 nữa. Trên tay là một quả lửa cùng với khẩu AK, tôi không tin là Drop làm được đâu. Và Drop có cho mình cái mạng của Misuta đấy, nhưng làm sao nữa nào? Đang có những tiếng động được tạo ra để Drop được xử lý, nhưng còn 3 máu như thế này thì không có cửa dành cho Drop. Ăn 2 viên đạn ốp liên tiếp cho nó cẩn thận. Một tình huống mà có thể thấy là vị trí AT có lẽ là đã quá chủ quan. Anh ta chủ động chơi game kiếm hiệp chứ không phải game bắn nhau. Chạy đến đó rồi mà vẫn còn rút dao ra được thì tôi cũng chịu thật. Có lẽ là cái việc Apex đứng ở Decon cũng khá là bất ngờ. Nhưng mà bình thường thì bên phía Cityside họ không chủ động đứng ra đấy để bắn nhau luôn, mà sẽ là hâu ở trên khu vực thùng trong bom sai thôi. Đây tình huống drop 1v4 rất cố gắng, chỉ đổi được cho mình duy nhất một mạng mà thôi. Và Furia họ lại phải sử dụng cho mình thêm một quyền tactical timeout nữa. Và với dự đoán là 16-10 đầu tiên của em, có lẽ nó sẽ là ngược lại, khi mà người chiến thắng là Vitality chứ không phải là Furia. Ai chà. Khi mà bây giờ thì Furia là người đang vào thế rất khó rồi, họ bí rồi. Không còn một cái bài đánh nào bất ngờ dành cho Vitality cả. Bây giờ cái bài đánh thường các đội tuyển khi mà bài đánh bất ngờ là một bài đánh nhanh. Với Furia bài đánh bất ngờ nên là một bài đánh chậm. Đấy là sự bất ngờ duy nhất mà họ đang có trong tay. Và round thi đấu này full buy được, còn đầy đủ lượng bom thì Furia để xem là có gì để có thể trình diễn hay không. Tôi vẫn chưa nhìn thấy một bài bò trườn nào đến từ Furia cả. Và thậm chí gần như họ còn chẳng bao giờ bước chân ra ngoài outside khi mà bắn về phía T cơ. Những bài đánh outside đó thường sẽ không phải địa chỉ là về B mà là về bom say A. Cây Serato hạ gọc đi được cái tên Magic Boy rồi, một tình huống xấy trỏm đầu cực kỳ tốt. Và lại muốn đánh A nữa, không thể có double kill dành cho đội Furia. Và đó là triple kill của Dupree cơ. Xử lý quá điên rồi nên Dupree đi. RT có một tình huống đội chết hết rồi. Vị trí đã lộ C4 thì rời 12-10 dành cho các thành viên của Vitality là điều gần như chắc chắn, khi mà RT sẽ không có một cơ sở nào để thực hiện tình huống nhặt bom và sau đó clutch này cả. 1v3 đến từ AT chắc chắn là rất khó rồi. Sẽ muốn bò vào khu vực Heaven để mà có một lối bắn thoáng hơn vào trong bom side A để có cơ sở lấy lại quả bom. Nhưng liệu AT có muốn làm không hay là sẽ đi xếp luôn?
Lượng loss bonus của Furia chắc chắn cũng đã là mắc rồi, nên cái việc xếp nó cũng khá là vô nghĩa dành cho AT. Ở đây thì AT bị móc đằng sau lưng và Apex có được cái bạo của AT. 12-10 dành cho Vitality. Bây giờ đội hình của Furia họ phi A rồi, phi B rồi. Outside thì chưa phi. Bây giờ mà phi nốt outside vẫn còn thua được thì chỉ còn một đường duy nhất mà họ phi được thôi là phi ở hàng cắt tóc. Cắt cho em kiểu đầu là overcut, không có một cách nào khác cả. Và lại là một quyền tactical timeout nữa đến từ team Furia. Rất là khó, họ liên tục phi nhưng mà cái lối đánh này có vẻ như là chỉ hiệu quả ở trên map thi đấu Vertigo mà thôi, khi mà họ hoàn toàn out chính các thành viên của Vitality. Còn đến map thi đấu Nook, Vitality họ hầu rất chắc ở tất cả các bom sai. Lối đánh này thì họ không thể nào mà áp dụng được. Cách biệt 2 round thi đấu, bây giờ Furia lại một lần nữa có cho mình một round thi đấu hấp bài. AT sẽ là hỏa lực chính, những người còn lại đều là lục mà thôi. Và lần này thì để xem Furia họ sẽ làm gì đây. Bắt đầu trả smoke ra ngoài outside rồi và muốn di chuyển về B-Ram đến từ cái tên của AT. Vẫn chưa có một cái tên nào của Vitality đang muốn cương skill cả. Và bây giờ khi mà họ đang chủ động muốn cưỡng kia. Ôi, hai quả smoke outside ném thế này thì nó gần như không có một tác dụng gì đến từ đội bên phía của team Furia cả. Drop bắt được một người AT hạ cũng điên. Misuta thành công. B-Ram đang clear, có cơ hội xuống đánh bom side B đến từ cái thành viên của Furia. Họ không lừa được đối phương ngoài outside nhưng mà bàn tay to quá. Cazeroto tiếp tục vả mặt đi Dupree. Chỉ còn lại Magis for Zygu mà thôi. Và với tình huống 2 vs 5 như thế này, chắc chắn Magis và Zygu sẽ chủ động đi tìm cho mình một con đường để xếp xuống. Và nếu xếp được thì round thi đấu sau, cái lượng tiền của Misuta vẫn khá là yếu. Nếu họ muốn buy thì Misuta sẽ phải sử dụng cho mình một khẩu SMG. Còn round thi đấu này thì đã thuộc về các thành viên của phía Furia rồi. Và đó là undercut trong map thi đấu này. Kiểu đầu rất đẹp trong khoảng thời gian chúng ta chuẩn bị đến với mùa hè. Nó thoáng, nó mát. Nhưng mà chắc chắn là với một vài anh em ở trên kênh chat thì cảm thấy không vui. Không sao cả, ngã đầu chúng ta đứng lên ở đấy thôi. Còn tận 2 cặp BO3 nữa anh em nhá. Còn round thi đấu vừa rồi đúng là đội của Furia cảm giác kiểu họ ít ra outside quá, ném 2 quả smoke định fake đối phương. Nhưng mà chỉ có một quả đúng, quả còn lại tụt hẳn vào bên trong gara. Nhưng mà smoke có tác dụng làm phân tâm, lại giúp cho khu vực B-Ram của Vitality trở nên lỏng lẻo hơn. Thôi thì cách làm sao mà kết quả đúng thì chúng ta vẫn chấp nhận. Đúng là như vậy, chúng ta vừa thấy một tình huống đập bàn đến từ Magis. À, chính xác là Dupree, xin lỗi các bạn. Và round thi đấu này thì Furia, lượng tiền của họ lại được ổn định lại rồi. Còn phía Vitality sẽ là một key round dành cho họ. Đang khá là yếu bom mìn đến từ Vitality. Ở đây thì spam là rất nhiều và Cerato mới là người có được mạng của Magis. Khi mà tình huống vừa rồi Magis là người chủ động hơn. Đã mất đi một cái tên đến từ đội của Vitality. Và thường trong những round thi đấu mà Magis Boy nằm xuống sớm thì vị trí của đội của Vitality rất khó bắn. Đây là một round thi đấu mà Furia đã cài đến tận 2 người ra ngoài outside để tránh việc đối phương có thể đẩy được. Điều này chúng ta được nhìn thấy nhiều ở các team, khi họ để mất một người thì sẽ có động thái đẩy ở các khu vực còn lại. Và một trong những vị trí Furia rất sợ là đối phương đẩy outside và móc về đằng sau lưng mình trong lúc mà đội tuyển này đang hầu để set bài. Nhưng vấn đề là bài gì thì chúng ta vẫn chưa thể biết trước được, khi mà Furia một đoạn đấu hiếm hoi 1 phút mà họ chưa có mặt ở bên trong offside. Và đây là một tình huống boost lên đến từ vị trí của Dupree, một góc boost rất đẹp rồi. Liệu Cerato có đoán được tình huống này hay không? Sẽ là một tình huống đánh vào bom xa đến từ Furia khi mà rất nhiều bom mình được trả ra ở đây. Dupree có không có một mạng nào cả. Juri hạ của Dupree và Cerato kết thúc đi cái mạng của Zygu. Và bom xa mở cửa hoàn toàn dành cho các thành viên của Furia. 2 vs 5, bộ đội Apex và Misuta chắc chắn sẽ đi safe mà thôi. Sẽ là 12 đều dành cho cả hai team. Và trận thi đấu chúng ta một lần nữa bị đưa về thế cân bằng. Nhưng lần gần đây nhất tôi nhìn thấy một cái tình cảnh như thế này, đó là map thi đấu trước. Và từ sau khi tỷ số là 12 đều thì đội hình của Vitality làm một đường lên đến con số 16 và không cho Furia một cơ hội nào cả. Để xem lần này thì kịch bản có một lần nữa tái diễn hay không đây.
key round và cũng đã để thua đến từ Vitality rồi. Bây giờ thậm chí AT còn đang muốn đi bắt súng. Apex có thông tin sẽ báo về cho vị trí của Misuta mà thôi. Ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Misuta không thể hạ cũng đi ra AT. Mất 4 súng đến từ đội của Vitality và chỉ còn lại Apex là người duy nhất xếp được khẩu M4S. Bây giờ mà vẫn còn có thể để thua một mạch được lên 12-16 nữa thì rất khó để cho đội Furia có thể làm được. Một tình huống boost lên có đứng rất đẹp đến từ Rupri, nhưng tay của Yuri đã to quá. Cũng là một tình huống vẩy tốt đến từ Yuri. Một tình huống vừa rồi thì Misuta là người chủ động pre-fight trước cơ. Nhưng Misuta mới là người nằm xuống và ra thi đấu này. Với việc Apex xếp được trong round thi đấu trước vẫn có cho mình trên người một khẩu M4, còn đồng đội của anh toàn là những khẩu USP không giáp mà thôi. Giữ tiền để mà có cơ sở full buy trong round thi đấu tiếp theo. Ở đây để đẩy ra khu vực outside đến từ Furia và vị trí của Rob đã phải nằm xuống bởi Apex. Đưa về lợi thế hơn người là rất sớm dành cho Vitality. Apex biết vẫn còn người, Apex bắt luôn được cả cái tên sếp. Máu của anh ta đang tụt dần, chỉ còn lại 39 tiết mà thôi. Nhưng vẫn có thể lùi về được an toàn. Đội hình của team Furia bây giờ với việc để mất đi tận hai cái tên trong những giai đoạn đầu tiên và có rất nhiều súng ngoài outside cho đội hình Vitality có thể shopping được, thì liệu họ có thể thành công với không đây? RT đã phải nhặt lại luôn khẩu ốp rồi, cố gắng tung hứng và không cho đối phương nhặt. Góc kề của Apex đang là rất khó chịu nhưng RT vẫn nhìn ra được. Và suýt chút nữa thôi thì Apex đã phải bỏ mạng rồi. Một khẩu ốp mà rơi ở khu ngoài map. RT vứt ra ngoài bờ ruộng. RT vứt ra ngoài luôn. Trời rất cẩn thận đến từ các thành viên của Furia. Chắc chắn rằng các thành viên của Vitality không thể nhặt được khẩu ốp này. Và khẩu M4S của Apex đã được chuyển lại cho vị trí của Misuta. Ở đây thì lộ vị trí đến từ RT và Misuta có được cái mạng của RT. Yuri đổi mạng ngay sau đó. Yuri đã làm cho mình cái double kill. Zaigu đổi được mạng của Yuri. Nhưng ở đây cờ xe Rato đã bị bắn rất yếu máu rồi. 1v2, các thành viên của Vitality cũng đã tiếp cận vào khu vực bom site B. Nếu là đặt bom thì sẽ là một tình huống mở cửa double pick đến từ các thành viên của Vitality. Nhưng ở đây Cerato kinh nghiệm quá, đặt một nhịp fake và ra bắt vị trí của Dupri trước. Ở đây Magis đang muốn đẩy vào, Cerato chỉ còn cho mình 18 HP mà thôi. Nếu bắn vào thân thì sẽ là chết, nhưng Cerato bắn cho Magis không thể cấu được một máu nào đến từ vị trí của Magis. Khi mà trên người anh ấy là không có giáp, dính những viên đạn M4 thì tầm chắc chắn sẽ lệch đi rất nhiều. Hơi đen dành cho đội của Vitality, họ đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn không thể giành chiến thắng trong round thi đấu vừa rồi với sự tỏa sáng của Apex. Một round thi đấu mà Furia khá chật vật đến tận phút giây cuối cùng và phải nhờ đến sự tỏa sáng của Cerato mới có thể giành được chiến thắng. Và đây là lần đầu tiên trong cái lượt thi đấu second half này Furia vươn lên dẫn trước. À không, trước đó thì Furia là người dẫn trước cơ. Nhưng mà đã bị Vitality cân bằng lại và quay trở lại với round thi đấu này thôi. Sẽ là một key round dành cho Vitality. Lượng tiền của họ đang là rất yếu. Còn bên phía Furia, họ rất thoải mái thôi. Ôi rồi, lại là một tình huống smoke. Ôi. Từ các thành viên của Furia, hai quả smoke nổ cùng một chỗ và có một cái khe rất rộng dành cho các thành viên của Vitality. Ở đây cờ xe Rato bò ra cấu đi được một chút máu của Zaigu. Zaigu vẫn chưa phải nằm xuống. Không thể tin được, đẳng cấp pro player ném smoke lỗi outside liên tục. Bây giờ trong bom site thì đội hình bên phía team Furia họ lại clear toàn bộ các thành viên của Vitality. Rất khó hiểu. Thế thì thà giữ smoke đi đỡ tốn 300 đô còn hơn ném như cho có. Rồi cuối cùng vào trong bom xe tanh bắn chết hai người và vẫn thắng. Thế thì ném smoke để làm gì? Anh có để ý không? Hai tình huống mà Furia smoke outside lỗi là hai round thi đấu họ tanh rất nhanh, chiếm được bom site và chiếm được khu vực ram. Rất khó hiểu đến từ Furia. Cái smoke đấy anh nghĩ là bây giờ ấy, ba quả smoke là nó là tiếng Việt mình gọi là ba quả khói đúng không? Đúng vậy. Cái đấy là ba nén hương, nó thay đúng ba nén hương đội Furia khấn để phi vào trong bom site bắn cho nó dễ. Thực sự là không có một tác dụng gì, không che được một cái gì ở ngoài outside cả. Nhưng mà nó lại khiến Furia bắn bay hơn. Yếu tố tâm linh nào được áp dụng ở đây tôi vẫn khoa học cơ sở nghiên cứu của tôi chưa nghiên cứu ra được. Nhưng mà tỷ số thì vẫn sẽ là 14-12 dành cho các thành viên của Furia mà thôi. Một tình huống mà chủ động đi bắt súng của Furia khi mà lượng tiền của họ còn là rất nhiều nhưng không bắt được súng nào cả. Vị trí của Ad đã phải nằm xuống. Nhưng đó không phải là vấn đề với họ, lượng tiền của họ có thể thoải mái full buy đến hết trận thi đấu này.
Vitality, hai người hy sinh, yếu tiền và đã phải sử dụng cho mình cái quyền tactical timeout nữa. Zonic đang nói rất nhiều. Để xem vị trí của coach Zonic sẽ đưa ra chiến thuật nào cho những cậu học trò mình trong round thi đấu tiếp theo đây. Round thi đấu tanh vào quá dứt khoát đến từ Furia và Cesarato, vẩy tâm cũng là cực kỳ dẻo, rất chuẩn. Hai viên đạn vào mồm Magic Boy, không có cửa kháng cự. Và nếu như round thi đấu này mà team Vitality để thua thì họ sẽ thua luôn cặp trận thi đấu BO3 của ngày hôm nay, khi mà đây đã là một kill round rất quan trọng của họ rồi. Lượng tiền không còn để nghĩ đến việc thua nữa. Nếu Furia mà thắng được Vitality thì bảng đấu này sẽ có rất nhiều những bất ngờ, khi mà Furia và Ents đang là hai team đứng đầu bảng, chứ không phải là những vị trí mà chúng ta đã đoán từ trước, đó là Vitality, FaZe hay là Outsider. Ở đây thì tình huống đẩy cục ra Outsider đến từ Apex và có được cái mạng của Sếp. Quay về ngay sau đó sủi là rất nhanh đến từ Apex, đưa tình huống về là 4v5. Đang bật zoom mà Sếp không thể nhìn được dưới chân mình có người. Tiếp tục một lần nữa đẩy ra Outside, lần này thì đổi ca không còn là Apex mà đó là Zygo, nhưng độ hiệu quả là không có. Furia lại một lần nữa muốn đánh lên A, tên của họ không có B thì tại sao lại phải đánh vào B nào. Yuri bò chuyền rất kém nhưng không thể bắt được Zygo thành công. Thì cũng kể lại thằng mình là tốt đến từ vị trí của Zygo. Arty thì đã bị cấu yếu đi bởi tên Apex rồi. Khó dành cho đội hình bên phía của team Furia, họ còn 3 cái tên, trong đó có một thương binh hạng nặng. Và lượng bom mìn cũng đang cạn kiệt dần theo thời gian, gần như không có một cái tín hiệu nào là đội hình của Furia có thể công thủng sai vào thời điểm này nữa. Có lẽ là họ sẽ nghĩ đến phương án đi xếp súng thì là hợp lý hơn. Và đúng là như vậy, 3v5, AT chỉ còn cho mình đó là 16 HP mà thôi. Thì một tình huống mà nghĩ vào công vào được bom sai A hay là bom sai B đi cũng sẽ là rất khó dành cho Furia, khi mà các thành viên của Vitality họ cũng đã chủ động trốn luôn rồi. Bom mìn trên người của họ không còn là nhiều, thì đây sẽ là một quyết định hợp lý. Thêm một quả smoke trả vào khu vực cửa vàng ở đây thì sẽ không còn lối đi dành cho các thành viên của Furia. Một tình huống spam không chính xác mấy đến từ Zygo, thì không sao cả, thời gian thì còn là 20 giây thôi. Và có lẽ các thành viên của Furia sẽ chủ động đi xếp luôn trong tình huống này. Họ không muốn cống thêm cho đối phương một lượng tiền lớn, nhưng có vẻ bây giờ đội hình Furia đang muốn hầu chậm và tấn công những giây phút cuối cùng rồi. Hai mạng ngã gục dành đội hình Furia nhưng thời gian còn lại là không đủ nữa. Drop đã tụt về xuống bom side B thành công, thời gian còn lại là vừa khít để đặt được quả C4 này xuống, xử lý 1v3 đến từ drop sẽ là ra sao đây. Biết Zygo là bên ngoài, Zygo là người yếu máu, hạ gục Zygo ngay lập tức đưa từ nguyên là 1v2, 51 HP nhưng không có cơ hội để xử lý dành cho drop. Một round thi đấu mà đội hình của Furia muốn tạo ra bất ngờ ở những giây phút cuối cùng. Tôi đã nghĩ rằng họ có thể không muốn cống thêm cho đối phương 300 đô mỗi người. Nhưng không, quyết định của Furia là họ thừa tiền. Và nếu như họ bắt đi được càng nhiều súng của bên phía team Vitality thì sẽ càng tốt hơn cho họ ở trong round thi đấu tiếp theo. Bởi vì lượng tiền này của Furia thì gần như có thể full buy được từ giờ cho tới lúc hết cả trận thi đấu. Còn với Vitality chỉ cần mất từ 3 súng trở lên, chắc chắn hỏa lực của họ sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều trong những round thi đấu tiếp theo. Và đúng là như vậy rồi, trong round thi đấu này chắc chắn một số các thành viên của Vitality sẽ phải sử dụng cho mình khẩu FAMAS thay vì M4S. Tình huống mà rất quyết đoán đến từ Cerato, như vậy là không có khẩu FAMAS nào đến từ các thành viên của Vitality. Có một khẩu ốp được lên trên người của Zygo và bây giờ là key round dành cho Vitality. Vị trí của AT cũng đã hết tiền rồi nhưng đồng đội của anh vẫn còn là rất nhiều, nên như đã nói trước đó rồi, Furia họ không cần phải lo lắng quá nhiều về lượng kinh tế khi mà Vitality mới là người gặp khó. Bắt đầu set đồ ra ngoài outside đến từ đội hình của Furia. Lần này nó đã có vẻ chuẩn xác hơn so với những tình huống trước đó. Che được mini, che được gara, hở mỗi cái khe ở giữa thôi. Nếu như có ốp ở trên Heaven thì đội hình của team Furia coi như là chết chắc, nhưng không sao cả. Dù sao thì họ cũng sẽ tận dụng tốt những quả smoke này để bỏ bên trong gara thành công. Nhưng Apex đã kề lại và cài được một người vào trong mini chưa đây. Chưa có một ai của Furia bò vào bên trong mini cả. Còn Apex ngoài outside đã bị vả mặt ngay lập tức bởi tên AT rồi. Zygo trượt viên ốp của mình và không thể dứt điểm đi được cây Cerato thành công, khi mà đó là một tình nhấp nhả cực kỳ khó chịu bên phía đối phương. Muốn tanh thẳng vào trong bom xe đến từ đội của Furia, họ muốn quay địch vào tất cả hai hướng khác nhau. Và để xem bộ đôi Dupree của Zygo sẽ phải làm gì đây. Misuta đẩy ra ngoài cũng là cái án tử, Sếp thì đã hợp điều Dupree rồi. Zygo đang solo A với một khẩu ốp thì không có cửa cho anh chàng này. Mà Magic Boy là người còn sót lại cuối cùng trong đội bên phía tình, đó là Vitality. Anh ta sẽ làm được gì nào? Hai mạng dành cho Magic rồi, nhưng còn đó là ba cái tên nữa cần phải xử lý cơ. Và không thể làm được gì hơn đến từ Magic nữa khi Yuri móc hay vẫn là quá khó chịu.
Và đó là round thi đấu thứ 15 dành cho Furia. Họ đã chạm vào cho mình cái match point rồi. Nhưng round thi đấu này thì Vitality họ đang rất yếu tiền. Sẽ là một round thi đấu khó dành cho Vitality. Đã phải sử dụng cho mình cái tuyển tactical tham áo cuối cùng trong cái map thi đấu này. Cơ hội đang thu hẹp dần dành cho Vitality và Furia. Với chiến thắng này thì họ sẽ lên đầu bảng, đó là điều chắc chắn rồi. Nếu như thắng được ngay ở trận thi đấu này thì Furia đã làm được một nửa hành trình của mình để vào đến vòng thi đấu playoff. Còn trong trường hợp tối ngày hôm nay FaZe Clan để thua Sprout thì coi như là Furia đã chắc chắn có một suất vào đến vòng trong. Nhưng với việc đã thắng được cho mình đến tận hai trận thi đấu trước đó và bây giờ thì đang đứng rất gần trước ngưỡng cửa của trận thứ 3, thì Furia bản thân họ có lẽ cũng đã gần như có được một tấm vé để tiến vào cái vòng playoff rồi. Và quay trở lại với round thi đấu tiếp theo thôi. Vị trí của Vitality rất yếu bo mền, lượng súng ống cũng như vậy. Misuta phải sử dụng cho mình một khẩu Nigo cơ. Nếu mà tràn A trong round thi đấu này đến từ Furia thì có lẽ lại là một chiến thắng dễ dàng dành cho họ mà thôi. Và lượng hỏa lực thua thiệt của Vitality là rất nhiều. Lại là một tình huống smoke outside, lại là hở một cái khe rất to đến từ Furia. Tôi không hiểu lắm là cái bài set smoke này của Furia nó có tác dụng gì. Đây còn thật sự nếu như mà họ smoke lỗi tầm khoảng một lần ấy chúng ta sẽ hiểu, nhưng mà họ smoke lỗi ba lần thì anh nghĩ đây như kiểu là một bài đánh tâm linh của bên phía đội team Furia. Cứ round nào mà họ smoke lỗi y như rằng round đó họ chiến thắng, và bây giờ đang là match point. Lúc này mà thắng thì còn không còn gì tuyệt vời hơn dành cho đội của Furia nữa. Và để xem liệu rằng điều này có một lần nữa tái diễn hay không đây. Có vẻ như là chơi lối đánh nhanh không được thì Furia họ chuyển qua chơi lối đánh tâm linh rồi. Ba quả smoke ra khu vực outside hở một cái khe rất to. Nếu có ốp ở trên khu vực heaven đến từ Vitality mà Furia họ chủ động đẩy ra outside thì sẽ là chấm hết dành cho họ. Ở đây thì đẩy ram cục đến từ AT luôn, đẩy qua một quả lửa, bị cấu đi cho mình một nửa máu rồi. Nhưng đã mất hoàn toàn khu vực ram đến từ Vitality. Bây giờ bắt đầu set bài vào bom sai A, lửa và flash. Smoke được trả ra là rất nhiều đây nhưng Furia họ vẫn chưa bò vào A. AT thì đã móc đến chân khu vực heaven rồi. Nếu AT có được tầm 2 mạng thì đây sẽ là chấm hết cho Vitality. AT ở đây móc sấy nhiều quá nhưng bắn lỗi đến từ AT. Zygu có cho mình cái triple kill, Dupree có cho mình một mạng, Zuri cũng kịp đổi cho mình một mạng mà thôi. Xếp vào đây 1v4 là không được. Và đó là round thi đấu chiến thắng rất bất ngờ dành cho Vitality. AT trời ơi, tên sao thì của chiêm bao là vậy, rất nghệ thuật. Một bức tranh thủy mặc vẽ toàn bộ chân dung các thành viên về team Vitality bên trong bom sai A, nhưng lại không có một ai phải nằm xuống cả. Cực kỳ khó tin. Góc đứng thi đấu mà có lẽ nhiều người sẽ gọi đó là góc Nico, vào dùng smoke tâm linh để giành chiến thắng thì cũng bị luôn cái góc đứng tâm linh ám vào. Đừng nói với tôi là map thi đấu này có thể lên được với loạt thi đấu overtime chỉ vì tình huống xử lý vừa rồi của AT nha. Nó sẽ là cực kỳ tai hại, đặc biệt nếu như Vitality lật kèo thành công. Nếu như để kéo vào loạt thi đấu overtime và Vitality chiến thắng thì tôi không còn gì để nói nữa dành cho các thành viên của Furia. Họ là người có rất nhiều lợi thế nhưng lại không thể nào kết thúc đi cái map thi đấu này. Và đây có lẽ vẫn là một vinh dự dành cho em khi mà lần đầu tiên vào cát, hai ngày thi đấu liên tiếp vào cái loạt overtime thì cũng khá là khó hiểu. Như vậy là chúng ta đã tìm ra được chuyên nhân mới của những loạt trận thi đấu overtime rồi. Nếu như Vitality có thể thật sự đưa được trận thi đấu này về loạt overtime cân não, đội hình của Furia muốn đánh vào bom sai B, tràn vào ram, nhưng Apex đã có mặt nhìn thấy được chòm đầu đối phương rồi. Nết táng ra là một quả nết không đau cho lắm. Thêm một lửa bồi vào nữa, Apex bắt đi cái tên AT, double kill cho Apex rồi. Đội hình phía Furia đổi mạng là rất nhanh. Bom sai B đã thùng và bây giờ chỉ cần đặt quả C4 xuống thôi, chúng ta sẽ có một tình huống 3v3 đến từ cả hai team. Và tình huống 3v3 này, vị trí của các thành viên Vitality đang là người bất lợi hơn khi mà trong side đã thuộc hoàn toàn quyền kiểm soát của Furia rồi. Đây sẽ là một tình huống retake dành cho họ, nhưng liệu Zygu có check lại khu vực control room hay không đây? Đang có người sau lưng Zygu và đẩy ra là timing tốt đến từ Zuri. Tình huống đưa trở về là 2v3, Dupree ở đây chắc chắn là đã biết vị trí của Zuri, bắn là tốt đến từ Dupree, có được cái mạng của Zuri, đưa về là 2v2, nhưng vẫn đang là rất khó dành cho Vitality. Cả hai người của Vitality đã lộ vị trí nhưng mà Giz có được cái mạng Cerato, xếp đổi mạng là nhanh. Ở đấy thì đẩy ra đến từ Dupree và đó là chiến thắng 16-14.
dành cho các thành viên của Furia. Kết thúc cái map thi đấu này. Không có overtime nào cả. Đó là chiến thắng gọi tên đội hình của Furia. Bầy báo đen đã là những người làm tốt hơn trong cặp trận thi đấu BO3 của chúng ta. Một map thi đấu đờ núc với chiến thuật cực dị của T-Sai. Từ những tình huống phi không số lùi cho tới những quả smoke không hiểu rõ ý đồ là gì, nhưng ném rất chuẩn chỉ 10 round như một, thì Furia đã là những người giành chiến thắng. Cực kỳ bất ngờ. Không thể nào mà hiểu nổi những quả smoke của Furia. Một bài phải nói là như vậy một lần nữa. Một bài đánh mà rất khó hiểu nhưng lại liên tục đem về những round thi đấu chiến thắng. Sai nhưng... tức là nó sai so với cả cái default cơ bản mà chúng ta được học. Đúng vậy. Nhưng mà nó lại hiệu quả. Tức là có thể đây về sau sẽ là một meta mới của map cho đời núc, đúng không? Rõ ràng là khi mà một đội tuyển họ nghĩ ra một cái gì đấy mới thì mọi người đều sẽ cảm thấy là cái này có cái gì đấy nó không đúng lắm. Nhưng mà lâu dần đến khi mọi người đều dùng thì nó sẽ thành đúng thôi. Có thể về sau đấy mới là những quả smoke outside đúng. Còn ném mà kín thì lại là lỗi đến từ các tuyển thủ chuyên nghiệp. Nói vui vậy thôi, trận thi đấu này rõ ràng Furia đã là những người sở hữu kỹ năng cá nhân phải nói là vượt trội so với đội hình bên phía của team Vitality. Và tỷ số 2-1 là điều hoàn toàn xứng đáng dành cho họ với những nỗ lực đã bỏ ra. Còn thời điểm hiện tại có lẽ là bộ đôi Caster Hana cùng với đó là Kut xin phép các bạn được nghỉ ngơi. Và trước khi chúng ta sẽ chờ ít phút để đến với lượt trận thi đấu BO3 tiếp theo thứ hai của ngày hôm nay mà thôi. Bye bye anh em. We'll be right back.